Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã có rất nhiều vụ việc người mua hàng thiếu cẩn trọng, không chú ý bảo quản tư trang đã bị các đối tượng xấu lợi dụng để trộm cắp, được đăng tải trên các kênh thông tin đại chúng, nhưng dường như hiện tượng này vẫn chưa có chiều hướng suy giảm. Đây là hình ảnh vụ việc lợi dụng sơ hở của chủ phương tiện để trộm cắp mới xảy ra ngày 23 tháng 3 tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hai người phụ nữ đã lợi dụng việc chủ phương tiện thiếu quan sát đã nhanh chóng phá khóa mở cốp và lấy đi một túi sách. Toàn bộ sự việc diễn ra chỉ trong khoảng 1 phút. Điều đáng nói, thời gian qua đã có rất nhiều vụ việc mất đồ tương tự xảy ra. Để tránh kẻ xấu lợi dụng thực hiện hành vi xấu, mọi người cần hạn chế để tài sản giá trị xa tầm tay, khuất tầm nhìn. Thường xuyên quan sát và tăng cường các biện pháp an ninh như thêm khóa hoặc để tài sản tại những nơi có người trông coi.